Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, từng bị truy nã đặc biệt can tội giết người và làm nhục người khác khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, đối tượng Phạm Văn Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Phạm Văn Tiên đưa nhiều nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Văn Tiên cùng đồng bọn, trong đó có đối tượng Phạm Công Đạt, dụ dỗ lừa một số em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên. Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Phạm Công Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi phục vụ khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập đe dọa. Từ cầu cứu của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia. Tại đây, cơ quan công an phát hiện 8 nhân viên nữ nhốt trong phòng. Khi thấy công an đến, các nhân viên nhốt trong phòng vui mừng khi được giải thoát. Rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình. Có một số nữ nhân viên trên da thịt còn vết thương mới đánh vài ngày. Một nạn nhân tên là Ngô Thị Tê, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, thời điểm đó trong tình trạng khắp người bầm dập, thâm tím bởi các vết thương sau những lần tra tấn kinh hoàng bằng chích điện, dao gậy. Kể em bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Tiên cùng Đạt đánh Tê khi dùng tay, nhiều lần dùng gậy. Có một lần em bị Tiên bảo Đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt em đứng vào vũng nước rồi lấy bình ắc quy dùng để xiệc cá chích vào người, làm em bị điện giật gây thương tích. Không dừng lại ở đó, Tiên tiếp tục bắt em lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để Tiên dùng điện chích. Mặc cho em khóc lóc van xin, nhưng Tiên không dừng lại mà bắt em lên tầng 2 quán karaoke, ngồi vào khung sắt. Sau đó, Tiên dùng điện bình ắc quy dí vào khung sắt khiến em bị điện giật nãy văng ra cả mét. Lần tra tấn đó kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, đến khi em kiệt sức, thương tích khắp người thì nhóm Tiên Đạt mới dừng lại, nạn nhân Tê kể. Trong số các nạn nhân có em Hồ Thị Nờ ở huyện Trà Bồng, em Đinh Thị Quy ở huyện Sơn Tây. Quy kể đã bị đưa vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc. Theo cơ quan điều tra, mỗi khi tra tấn đánh đập, Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm gian đe, phải khiếp sợ và nghe lời chúng. Việc tra tấn đánh đập dã man trong động quỷ đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác dã man gây phẫn nộ trong xã hội, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Tiên về tội giết người và làm nhục người khác. Biết bị truy nã, Tiên đã lẩn trốn và ẩn núp tại nhiều nơi. Quá trình lẩn trốn, đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Đồng bọn của Tiên, đối tượng Phạm Công Đạt, vào tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động ra đầu thú. Vào đầu tháng 3 năm 2024 vừa qua, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh áp sát bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một nhà xưởng trên địa bàn xã Đông Thạnh. Tổ công tác đã thu giữ được một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Tiên về Quảng Ngãi, tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hiện đối tượng Lò Văn Sương sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sinh Hồ, đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi sát hại cô gái trẻ. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sương khai nhận từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sương và chị Lò Thị L sinh năm 2003 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Wave Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Sương đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó, giữa chị L và Sương thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sương đi uống rượu ở trong bản Phiêng Áng, về đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Sương đã lấy một con dao chém chị L, làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được, có đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự, với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ. Lời khai của đối tượng phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và phù hợp với hung khí gây án, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Luật sư Cường cho biết thêm, kết quả xác minh sự việc cho thấy chỉ vì lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Hành vi này có tính chất côn đồ, đã tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân, nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người. Diễn biến sự việc cho thấy ý thức coi thường pháp luật của đối tượng này, lối sống hưởng thụ, buông thả và ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền lợi của người khác là những nguyên nhân khiến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này, làm rõ diễn biến hành vi và nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng này đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cầm cố chiếc xe mô tô được thực hiện như thế nào, đối tượng này nợ nần có phải do thực hiện hành vi đánh bạc trái phép hay không, để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về vụ em trai dùng rựa chém cả nhà anh ruột. Theo thông tin ban đầu, ông Bình và Nguyễn Văn Hiến, 64 tuổi, là anh em ruột, ở sát nhà nhau tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn về đất đai từ trước tới nay. Trưa ngày 4 tháng 3, ông Bình và cháu gái là Nguyễn Vũ Thùy Vi, 19 tuổi, con ruột ông Hiến, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, bà Vũ Thị Thu Phương, 54 tuổi, mẹ Vi, lấy một cây gậy gỗ đánh lại ông Bình. Bị hai mẹ con chị dâu đánh, ông Bình chạy vào nhà lấy một con dao rựa chém liên tục khiến hai mẹ con chị dâu gục xuống đất. Vẫn chưa hết bực tức, ông Bình chạy xe máy lên rẫy của ông Hiến ở huyện Đắc Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, cách nhà khoảng 5 km tìm gặp. Khi vừa thấy ông Hiến, Bình cầm rựa lao đến chém khiến một bàn tay của anh ruột đứt lìa. Phát hiện sự việc, con trai ông Hiến chạy từ trong rẫy ra can ngăn thì Bình vứt dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, bà Phương đã tử vong vào sáng ngày 7 tháng 3 tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiến và con gái hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Sau khi gây án, ông Bình đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người.